Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video trên kênh của Nhân BB. Các bạn ơi, và ngày hôm nay sẽ là một cái video cực kỳ hay để chúng ta biết được sức mạnh của những con quái vật trong những tựa game kinh dị. Ví dụ như là John Chokoshi, Poppy Playtime Chapter 3, John Nomeni, và có cả những con quái vật quỷ đầu loa Silent Hit, có cả những con quái vật trong Indigo Park nữa các bạn ơi. Tất cả những con quái vật trong những tựa game kinh dị ngày hôm nay nó sẽ xuất hiện và bọn chúng sẽ đấu với nhau để tìm ra những loài quái vật nào mạnh nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào xem video này nha các bạn nha. Các bạn nhớ theo dõi hết cái video này đấy. À đừng quên bấm cho Nhân BB xin một nút like và một nút đăng ký kênh để mình có động lực làm ra thật nhiều video hay cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trò chơi này thôi nào. Được rồi các bạn ơi, và bây giờ Nhân BB sẽ triệu hồi ra những con động vật trong sở thú John Chushi. Và bây giờ thì Nhân BB sẽ cho bọn chúng biến đổi thành những con quái vật đáng sợ nha các bạn nha. Đó, đầu tiên là con cá sấu này các bạn ơi. Tiếp theo nữa là con hươu cao cổ này. Wow, ngày hôm nay John Chushi sẽ phải đấu với rất nhiều những con quái vật mạnh. Ui trời ơi, cái gì vậy? Ui, vừa vả mà những con động vật trong sở thú John Chushi nó đã cố gắng tấn công mình rồi các bạn ạ. Ui, bọn này rất chi là máu nha các bạn nha, máu nha. Wow, và đây là con hà mã, nó đã biến đổi thành một con quái vật khá là ghê gớm các bạn ơi. Tiếp theo đó chính là con kangaroo, con chuột túi này. Trời ơi, các bạn nhìn này, cái mồm của nó và cái răng của nó ở cái bụng kia các bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó ngầu quá các bạn ơi. Tiếp theo là con chim cánh cụt, các bạn nhìn này, wow, cái mồm của nó kia, và cả con lợn có 8 chân nữa. Và cuối cùng đó chính là con ngựa lành sẽ được biến đổi thành những con động vật ký sinh trùng. Wow, các bạn thấy thế nào? Bạn nào là fan của những con động vật trong sở thú John Chushi, các bạn nhớ bấm like và bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha các bạn nha. Và động vật John Chushi đã được mình triệu hồi ra hết rồi. Và bây giờ Nhân BB sẽ triệu hồi ra những con động vật trong sở thú John Nomeni. Và ngày hôm nay một trận chiến cực hay giữa tất cả những con quái vật trong những tựa game kinh dị kiểu mới nổi ở gần đây các bạn ơi. Có cả Poppy Playtime nữa nha các bạn nha, có cả Indigo Park nữa. Ui trời ơi, con voi này đến gần nó một cái nó cũng cắn mình luôn các bạn ơi. Có vẻ như động vật trong sở thú John Nomeni và động vật trong sở thú John Chushi bọn chúng khá là manh động nha các bạn nha. Ồ, đây là con cá khổng lồ các bạn ơi. Và con hươu rụt cổ nữa. Con ngựa này đấy, động vật trong sở thú John Nomeni cũng có con ngựa nha. Và con chuột nữa này các bạn này. Có con sư tử nha các bạn nha. Indigo Park cũng có một con sư tử đó các bạn ạ. Tiếp theo nữa là con khỉ nha. Ok. Tiếp theo nữa là con chim. John Chushi thì cũng có con lợn đấy các bạn ơi. Có vẻ như con lợn trong John Nomeni không đáng sợ bằng cái con lợn trong kiểu John Chushi các bạn ơi. John Chushi thì có con hà mã, còn John Nomeni thì có con tê giác, có con cáo nữa này các bạn ơi. Ok. Đó, có cả con mèo này nữa, Captain Cat. Và các bạn ơi, tí nữa cũng sẽ có một đội quân quỷ đầu loa xuất hiện các bạn nha. Đây, đây là con quỷ đầu loa bên đội của John Nomeni các bạn ơi. Còn tí nữa có một đội quân quỷ đầu loa riêng nữa cơ các bạn ơi. Cực kỳ chất luôn. Và các bạn phải theo dõi đến hết video này để biết xem những con quái vật nào, bên nào sẽ giành được chiến thắng nha. Và các bạn là fan của bên nào thì các bạn hãy bình luận bên dưới nha, để xem nào fan của bên nào nhiều nhất các bạn ơi. Ok. Và cuối cùng là con quái vật khổng lồ trong sở thú John Nomeni các bạn ơi. Không thể nào mà thiếu cái con quái vật này được đúng không các bạn ơi. Ok, John Nomeni mình cũng đã triệu hồi ra xong rồi. Và bây giờ chính là những con quái vật trong Poppy Playtime Chapter 3 các bạn nha. Ok các bạn ơi. Đây đây đây, Poppy Playtime Chapter 3 thì có rất là nhiều các bạn ơi. Đây, đây chỉ là những cái con gấu bông bé nhỏ thôi các bạn ơi. Nhìn đáng yêu thôi các bạn ạ. Nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài của bọn chúng thôi các bạn ơi. Thực tế ra bọn chúng là những con quái vật đó các bạn ơi. Cực kỳ ghê gớm luôn các bạn nha. Đây này, các bạn hãy xem tiếp nào. Mình sẽ triệu hồi ra tiếp. Đây, còn con gấu bông nữa không? Đấy các bạn nha, con cáo này. Cũng có con cáo. Ui, con trâu này các bạn ơi. Ê, gấu bông Poppy Playtime nhưng mà nó là con trâu đấy các bạn ạ. Nó có cái sừng nên là mình đoán là con trâu các bạn ơi. Ê, tiếp theo nữa là con rơi các bạn nha. Ok, khá là ngầu đúng không các bạn ơi. Nào,
Và bây giờ thì nhân BB sẽ tua nhanh cái đoạn này nha các bạn nha. Đó, con cát nam này phải có rồi. Ok các bạn ơi, đây tua nhanh đến đoạn kiểu mình triệu hồi ra mấy cái con quái vật khổng lồ trong Poppy Playtime Chapter 3 nha các bạn nha. Ok các bạn thông cảm cho mình nha. Vì nếu mà triệu hồi bọn này thì nó sẽ rất là lâu. Vì Poppy Playtime Chapter 3 bọn chúng rất là đông và mạnh. Có lẽ nào trận đấu ngày hôm nay thì Poppy Playtime Chapter 3 có thể giành được chiến thắng hay không? Các bạn là fan của Poppy Playtime Chapter 3 đâu rồi? Hãy cho nhân Mimi biết nào và cho mọi người biết là fan của Poppy Playtime Chapter 3 cũng rất là đông nha các bạn nha. Ok các bạn ơi, tiếp tục nào. Triệu hồi ra những con đấy, con rời đấy các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Wow, thật là ngầu các bạn ơi. Ui, ý, các bạn nhìn này, không chỉ những cái con quái vật này đâu, Poppy Playtime Chapter 3 còn có những con quái vật đáng sợ hơn rất là nhiều. Các bạn nhìn chưa, đây là con dê hay là con trâu các bạn ơi, nó có cái sừng các bạn ạ. Đấy, wow, có cả các con quái vật khổng lồ này sao, con khủng long à. Ui, chất thật đấy. Và bây giờ thì nhân BB sẽ triệu hồi tiếp ra đây. Riêng là Poppy Playtime Chapter 3 không thể nào mà thiếu được Dog Day được các bạn ơi. Đây, Dog Day đây các bạn ạ. Dog Day cũng được biến đổi rất là ghê gớm đó các bạn ơi. Ý, các bạn nha, đây mới chỉ là một nửa số quân của Poppy Playtime Chapter 3 thôi. Quân Poppy Playtime Chapter 3 đông quá. Và các bạn fan của Poppy Playtime Chapter 3 cũng rất là đông. Nên là các bạn hãy bấm like, bấm đăng ký kênh, bình luận xuống bên dưới cho nhân BB biết nha. Thấy chưa các bạn ơi, Poppy Playtime Chapter 3 còn có những con quái vật khổng lồ đáng sợ này nữa cơ các bạn ạ. Wow, ngày hôm nay sẽ là trận chiến của tất cả những con quái vật trong những tựa game kinh dị mới nổi gần đây các bạn này, cực kỳ hot luôn các bạn nha. Nên là các bạn hãy theo dõi hết video và xem nào bên nào sẽ giành được chiến thắng các bạn nha. Không biết là bên các bạn hâm mộ có thể giành được chiến thắng trong trận đại chiến này hay không các bạn ơi. Ok, và bây giờ thì sẽ thêm một con hổ khổng lồ nữa các bạn ơi. Nó là con hổ thì phải các bạn ạ. Trời ơi, Poppy Playtime Chapter 3 đông quá các bạn ạ. Ui, đông gấp kiểu gấp đôi John Normani luôn các bạn ạ. Wow, quá là đông đúng không nào các bạn ơi. Ok các bạn nha. Bây giờ những con quái vật trong Poppy Playtime Chapter 3 sẽ đã được nhân BB triệu hồi ra thành công rồi nha các bạn nha. Và bây giờ sẽ là đến những con quái vật, những con động vật trong sở thú Indigo Park. Các bạn có biết những con động vật này không? Đây này, không biết là con rồng hay là con nươn này. Nươn này các bạn ơi. Ok, tiếp theo nữa là con sư tử. Indigo Park cũng có một con sư tử. Và có một con chim này nữa các bạn ơi. Con chim đại bàng này. Wow, Indigo Park có thêm con chồn này nữa. Động vật trong sở thú Indigo Park là ít nhất, vì bọn chúng chỉ có 4 con mà thôi các bạn nè. Ok, tiếp theo bên đây thì sao các bạn ơi? Bây giờ là những con động vật, những con quái vật kinh dị, đó chính là Cartoon Cat. Đội quân Cartoon Cat ngày hôm nay cũng góp mặt vào trong trận chiến này các bạn ạ. Ui, không thể nào mà thiếu được Cartoon Cat, con mèo đen kinh dị được đúng không nào các bạn ơi. Và ngày hôm nay Cartoon Cat góp mặt những con quái vật nào đây các bạn ơi. Ồ, chúng ta sẽ cùng nhau xem. Ui, có cả con chuột nữa kìa. Ui, trời ơi. Ui, và có cả, ui, con chuột gì nữa này. Có cả thêm cả chú kỳ Wally nữa. Ui, thêm cả một con quái vật hình dáng con người có cánh quả rơi. Ui, thêm nữa là con mèo đen béo các bạn ơi. Ồ, các bạn ơi, John Normani có con mèo kinh dị này nhá. Ở đây nữa là một con quỷ đầu loa. Nhưng mà là fan của Cartoon Cat nha, là đội của Cartoon Cat các bạn nha. Đó, Cartoon Cat có rồi thì phải có Dog Toon Dog các bạn ơi. Đây, ok. Nhìn ngầu nha. Đấy, các bạn thấy thế nào? Đội quân Cartoon Cat ngày hôm nay cũng khá là chất nha. Và có cả con Cartoon Cat khổng lồ này sao? Con này không cho vào các bạn ơi, vì nó kiểu như là nó to quá các bạn ơi. Ui, còn có những con quái vật to hơn bên đội của Cartoon Cat các bạn ơi. Những con Titan. Trời ơi, chúng ta sẽ cùng nhau xem nha, phải thu nhỏ nó lại ra vì nó quá là to các bạn ơi, nó rất tốn diện tích luôn các bạn ạ. Nên là cái con này nữa các bạn ơi. Đấy, trời ơi, có cả con bạch tuộc to như vậy sao. Ui, Cartoon Cat kiểu đội quân nó khá là đông và mạnh đây. Ok, Cartoon Cat thì mình đã triệu hồi ra hết cái đội quân của nó rồi nha các bạn nha. Và bây giờ đến là đội quân của quỷ đầu loa Silent Hit. Và không thể nào mà thiếu được quỷ đầu loa Silent Hit được các bạn ơi. Ấy, và đội quân quỷ đầu loa Silent Hit ngày hôm nay sẽ góp mặt trong trận chiến này là những con quỷ đầu loa rất chi là ngầu đó các bạn ơi. Đấy,
Trời ơi, bên nào sẽ giành được chiến thắng đây? Quỷ đoàn hoa Sirenic có cơ hội đánh bại những con động vật trong sở thú Zolchosi hay là Zonomini hay là Poppy Playtime Chapter 3 hay không? Bạn nào là fan của quỷ đoàn hoa thì các bạn hãy bình luận xuống bên dưới nha các bạn nha. Ok ok, rồi các bạn ơi. Đây, các bạn thấy thế nào? Quỷ đầu loa cũng có một con Titan này nha. Ui, không đùa được với quỷ đầu loa đâu. Và quỷ đầu loa có cả quỷ đầu đen nữa. Và một con quỷ đầu loa màu trắng khổng lồ lên nữa các bạn ơi. Trời ơi, mình phải cho nó nhỏ lại mới được chứ nó to quá các bạn ạ. Ok, đó các bạn ơi. Thấy thế nào? Ui trời ơi, con cá có cả cái con quỷ đầu loa khổng lồ lên nữa sao? Quá là ngầu đúng không các bạn ơi. Video trên kênh của Nhân BB rất là hay, nên là các bạn nào mà chưa bấm like, chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm like, bấm đăng ký kênh ngay nha. Ok các bạn ơi, và cuối cùng thì Nhân BB đã triệu hồi ra tất cả những con quái vật trong những tựa game kinh dị hot bây giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bên nào sẽ là giành chiến thắng, đội nào sẽ là giành chiến thắng đây. Và bây giờ mà chúng ta bắt đầu đấu với nhau rồi các bạn ơi. Ui, quá là nhiều những con quái vật luôn các bạn ạ. Ui, chúng ta cùng nhau xem nào. Ui, Zonomini thì đang quay sang đấu với này Poppy Playtime Chapter 3. Còn Zonchoshi thì đang đấu với này quỷ đầu loa. Ui, Poppy Playtime Chapter 3 quân khá là đông các bạn ơi. Ui, con mèo đen khổng lồ kia. Trời ơi, bên nào sẽ giành được chiến thắng đây các bạn ơi. Ui, những con quỷ đầu loa khổng lồ thì sao? Ui, các bạn nhìn kia, có vẻ như đội quân Poppy Playtime Chapter 3 đang chiếm được ưu thế các bạn ơi, vì bọn chúng cũng khá là đông quân đó. Và Zonomini cũng vậy này, đang đấu với lại kiểu là các bạn kia, cái tơ gì kia? Ui, con khỉ nó phóng ra như cái tơ gì kia? Đó là con động vật trong sở thú Zonchoshi, đó chính là sức mạnh của con tinh tinh đấy các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn cái tơ của nó kìa. Rồi xong, và sau khi bọn nó thu cái tơ đó này thì rất nhiều những con quái vật đã bị hạ gục luôn. Con ngựa này, rồi xong, Zonchoshi đang chiếm được ưu thế. Và cuối cùng thì động vật chiến thắng trong ngày hôm nay chính là động vật trong sở thú Zonchoshi, những con động vật bị ký sinh trùng biến đổi. Wow các bạn ơi, thật là bất ngờ đúng không nào. Ui, con hiêu này, wow, quá là hay luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, và chúng ta đã biết được động vật chiến thắng trong ngày hôm nay chính là động vật trong sở thú Zonchoshi, vì bọn chúng quá là mạnh đúng không nào các bạn ơi. Nhân BB xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này của mình. Nếu các bạn thấy thích video này và yêu quý Nhân BB thì các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi những video mới tiếp theo cực kỳ hay trên kênh của Nhân BB các bạn nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Ok.